Ok các bác nha, hiện tại em đang ở nhà khách hàng các bác này. Thế thì vừa mới đặt xong cái bộ chậu của bác, đây là vòi này. Đây là bộ chậu hai hố các bác nha, hai hố inox số 304. Đây các bác xem này, các bác xem này. Em quay sát lên một chút em. Em quay sát vào đây một chút để cho các bác xem. Đấy các bác này, chậu hai hố, cái hố này của nó rất là sâu các bác nhé. Cái hố này của nó rất là sâu này. Đấy, chúng ta rửa bát ở đây thì rất là ok này. Đấy, inox số 304 các bác nha. Đấy, còn cái hố xả này của nó rất là rộng, cái lỗ thoát này của nó rất là rộng này. Đấy, em xả thử cho các bác nhé, em xả thử cho các bác xem nhé. Nhanh nóng các bác ạ, thoát nhanh nóng. Cái hố này của to thấy các bác thấy không, nó thoát cực nhanh luôn, phải chưa ạ. Ok các bác. Đấy, cái thứ hai em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là chính là cái vòi rút đồng. Cái vòi rút đồng mạ chrome các bác nhé. Vòi rút, rút ra và kéo lại. Rút ra và kéo lại. Đây. Các bác này, đây là một chế độ nhé. Một chế độ. Bấm vào đây để thay đổi chế độ. Các bác này, sự mạnh như thế này mà. Các bác để các bác vệ sinh nhé. Các bác giữ này. Các bác giữ vệ sinh này, các bác nhìn này. Ủa, tưởng nhiên cực kỳ sạch luôn, các bác thấy không? Đấy. Rút để các bác vệ sinh. Hai chế độ xả cho các bác. Nóng lạnh đều hết cho các bác nha. Sáng bóng luôn, đẹp chưa các bác? Đây, xả đây, các bác nhìn lại phần mặt chậu này nha. Cái hố này của nó rất là rộng. Nó xả cực kỳ nhanh luôn. Ok, đó là một điểm cộng. Ở đây cái phụ kiện này các bác để như thế này, rửa bát xong các bác úp ở đây cho nó khô. Đấy. Ok các bác nha. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này của em. Bác nào thấy hay thì hãy chia sẻ cho em một video nhé. Ok, xin chào các bác.